Xin chào tất cả các bạn nhé. Lời đầu tiên cho phép ấm thức bêm nhỏ cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh ngày hôm nay. Các bạn ạ, mình vừa được một người bà nhiều năm làm trong nghề bảo mẫu hướng dẫn một cách chế biến một món ăn từ trứng rất là thơm, ngon và đặc biệt cực kỳ hấp dẫn mà người già hay trẻ con ai cũng đều thích và ăn được món ăn này nhé. Để bắt đầu làm được món ăn này thì các bạn chuẩn bị cho mình 3 quả trứng nhé. Tùy vào số người trong gia đình của các bạn mà chuẩn bị, tương ứng mỗi người là một quả trứng nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ đem đập trứng ra cho mình nhé, và sau đó sẽ đánh đều. Nếu mà các bạn có thì nên sử dụng trứng gà thì nó sẽ thơm hơn, ngon hơn và đầy đủ dưỡng chất hơn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho mình vào đây là nửa thìa muối. Muối vừa làm cho món ăn thêm đậm đà hơn và còn giúp cho trứng của chúng ta nhanh được đông hơn. Đối với phần trứng này thì các bạn cứ đánh đều tay cho đến khi nào mà các bạn vớt lên cảm thấy trứng của chúng ta mềm này, mịn này và được hòa đều vào với nhau, vậy là chúng ta đã xong cái công đoạn chuẩn bị trứng rồi đấy. Đối với phần trứng, sau khi mà đánh hòa tan xong thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô lớn hơn nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ trứng sang cái tô lớn hơn. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình 1,115 phần nước sôi khoảng tầm 40 độ cho mình nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho toàn bộ phần nước sôi này vào với cái tỷ lệ trứng 1 này và nước sôi là 1,115 nhé mọi người nhé. Sau đó thì các bạn sẽ dùng đũa đánh đều cho phần nước của chúng ta được quyện với phần trứng nha. Các bạn nhớ nhất định ít nhất phần nước sôi của chúng ta là phải 40 độ C. Ở đây nếu các bạn sử dụng nước nguội hoặc nước lạnh đánh vào đây thì phần trứng của chúng ta sẽ bị tanh này. Cũng như lát nữa các bạn hấp lên thì trứng của chúng ta sẽ không được đông, món ăn sẽ không được ngon và hấp dẫn đâu nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đánh đều cho đến khi nào trứng của chúng ta lên bọt như thế này. Vậy là nước và trứng đã hòa đều rồi đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô để hấp này, dùng miếng lọc nhá. Các bạn sẽ lọc lấy cái phần trứng mà chúng ta đánh không tan hết này, cũng như là cái phần bọt bỏ riêng ra, chỉ lấy cái phần trứng nước ở bên dưới mà chúng ta đã đánh đều ra thôi nhá. Trong cái đoạn này thì các bạn sẽ dùng thìa hoặc là sử dụng muỗng này, chúng ta sẽ bớt hết cái phần bọt mà đang còn đọng ở bên trên của cái mặt trứng nhá. Nếu mà còn cái phần bọt này lăn được các bạn đi hấp thì trứng của chúng ta sẽ lộ rỗ này, nhìn món ăn nhìn sẽ không được đẹp mắt cũng như là không ngon. Để cho món trứng mà người nhìn vừa thấy vào đã thèm và muốn ăn rồi thì các bạn hãy chịu khó vớt hết phần bọt này ra cho mình nhé. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái nồi này và chúng ta sẽ đem đi hấp nhé. Ở đây thì các bạn sẽ cho một chút nước thôi nhé, để lát nữa hấp phần nước nó không bị trào lên thì ngấm vào trứng thì món ăn của chúng ta là không thành công đâu. Và sau đó, sau khi bỏ trứng vào thì các bạn sẽ sử dụng một cái đĩa này đậy nắp lên trên, và cuối cùng chúng ta sẽ đậy nắp lại, đậy vung lại và bật lửa nhỏ đun trong vòng khoảng tầm là 10 phút cho mình nhá. Trong vòng 10 phút này thì các bạn sẽ thấy này, cái phần khí nó sẽ đọng hơi nước lên đây. Chúng ta đậy cái đĩa vào là để phần nước này nó không rớt vào phần trứng thì món ăn nó sẽ không bị lộ rỗ và mất thẩm mỹ đi nhá. Các bạn đun trong vòng khoảng tầm là 10 phút. Sau khi mà chúng ta đã được 10 phút thì các bạn sẽ tắt bếp này và đợi trong vòng là khoảng tầm là 5 phút nhá. Chúng ta sẽ ủ trứng trong vòng khoảng tầm 5 phút để món ăn của chúng ta thứ nhất là để được chín già hơn này. Cái thứ hai là để cho trứng của chúng ta được thơm hơn, ngon hơn và hấp dẫn mọi người hơn. Theo bếp nhỏ thấy với cái món trứng mà người bà bảo mẫu đã chỉ cho mình này, vừa không kỳ công này, lại không mất thời gian, vừa nấu trứng chúng ta có thể làm được nhiều việc khác. Và sau khi đã hấp được khoảng tầm là 5 phút thì các bạn sẽ lấy trứng ra cho mình nhá. Và đây là thành quả của bếp nhỏ ngày hôm nay này, một tô trứng vừa thơm của mùi trứng gà này, thơm ngon và đẹp mắt này. Và bây giờ bếp nhỏ sẽ cắt thành ô nhá. Tùy vào sở thích các bạn có thể tạo cho món ăn cắt theo ô hoặc là các bạn có thể để nguyên nhá. Ở đây thì bếp nhỏ sẽ cắt theo ô này, và sau đó các bạn sẽ cho thêm vào đây một chút dầu mè, nếu có thể thì các bạn có thể cho thêm một chút nước tương cũng được nhá, tùy vào sở thích hay là của mọi người thôi. Thêm dầu mè và nước tương thì nó sẽ béo hơn và thơm hơn, cũng như là ngon hơn và hấp dẫn mọi người hơn. Dầu mè sau khi cho vào thì các bạn cứ tán đều trên mặt trứng nhá, để dầu mè nó được quyện đều với trứng của chúng ta nhá. Và phần cuối cùng thì các bạn sẽ cho thêm vài cọng hành thái nhỏ vào đây nhá. Vậy là các bạn có thể thấy này, mình cắt theo chiều ô vuông này, cũng như thấy phần trứng của chúng ta rung rinh này, sóng xa sóng sánh này, giống như kiểu miếng thạch nhá, nhìn rất là ngon nhá mọi người nhá. Đối với món trứng này thì các bạn có thể sử dụng ăn sáng này, hay là ăn trưa, hay là ăn tối, người già hay trẻ con hay là người lớn, ai cũng có thể ăn được mà ai cũng thích món ăn này nhá. Bây giờ bếp nhỏ sẽ lấy cho các bạn thử một miếng này. Có thể thấy này, phần trứng của chúng ta sóng sánh giống như một miếng thạch nhỉ, nhìn rất là đẹp mắt này. Mới nhấc lên như thế này thôi
Mà bếp nhỏ nhìn đã muốn ăn rồi, bảo sao mà bà cô bảo mẫu của mình nói rằng người già hay là trẻ con ai cũng rất thích món ăn này. Và đó là kinh nghiệm nấu ăn của một người bà từng làm bảo mẫu đã chia lại cho mình. Các bạn xem video nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của ẩm thực bếp nhỏ.